nhạc này luôn đó. Máy bay cũng chỉ có 39.000 đồng, búp bê cũng chỉ có 39.000 đồng. Lên tay ta lên giờ bỏ tiền các bạn lên 150.000 đồng, 150.000 đồng. Ví dụ bảo xịn chỉ có 100.000 đồng, 100.000 đồng là có một ví dụ bảo xịn. Ví dụ chứng minh thư, hộ chiếu, bằng lái xe. Việt Nam chất lượng cao mà giá thì không hề cao. Ba lô, túi sách, túi du lịch, túi thời trang, vali các loại này chỉ còn 100.000 đồng trên một sản phẩm. Vâng, chỉ 100.000 đồng trên một sản phẩm. 100.000 đồng, 100.000 đồng, 100.000 đồng. Vâng, bao này bao rẻ, bao đẹp cho các anh. Kể cả mọi người đang nghe. Đây, mình đi đây. Một loại đồ dấm chính đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Tất cả các sản phẩm hiện tại đang được mang ra sổ đồng giá 39.000, 39.000, 39.000. Tất cả đều đồng giá 39.000. Nó phải bọc khóe rồi đi hỏi nó. Nó bọc ẩn túi thì không rồi hỏi nó. Nhìn thì cái này bị trẻ gạt tiêu đổ vít. Thế ân túi luôn thì còn đấy đâu vậy? Nó đang còn nhìn rồi mà, mình để là nó còn nhìn rồi mình rồi. Tớ thì tớ không có tính là tớ không có tính trả tiền đâu. Nhưng mà chỗ này lấy 50-50 thì là nó lấy bán đắt quá. Nó còn mặc khóe về nhà mình. Cái nó giận gù đây sao? Cái con nó hỏi cái nó trả lời lại nhẹ nhàng đây. Mọc của em bè nhằm gì cả, mọc của em vẫn mây, tao ra đó tao mua 50.000 cả. Này nhất. Đấy chứ để thế là cuồm cồm, củ quân có chịu. Ăn chay. Em mua chưa? Chưa hả? Chắc thế mẹ mua làm gì? Để tặng chị tiêu bớ bướm là cái gì? Lặng. Biết được ghen hỏi. Tiêu bướm chắc là con bướm ở ngoài ruộng. Không có kén. Năm con nhỉ? Ờ nhỉ. Năm con. Tiêu mệt. Được lôi đi anh ơi.